Đức Phật dạy rằng, những bất hạnh của đời người hầu hết đều do bản thân tự chuốc lấy. Dưới đây là bốn điều nên bớt quan tâm để sống hạnh phúc, bạn nhất định phải ghi nhớ. Bởi nếu muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì bạn phải biết buông bỏ những gì không đáng hay những việc không cần thiết cản trở bước tiến của mình. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Có thể thấy rằng, gốc rễ của hạnh phúc không phải là những gì bạn nhận được, mà là những gì bạn buông bỏ. Trên đời có bốn điều càng quan tâm đến chúng thì càng khó có được hạnh phúc. Hãy cùng xem bốn điều nên bớt quan tâm để hạnh phúc đó là gì nhé. Có người từng hỏi một vị cao tăng rằng, tôi từng nghĩ mình không có tiền là bất hạnh, nên tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ để kiếm tiền. Nhưng bây giờ khi đã có tiền rồi, mặc dù những lo lắng trước đây đã biến mất, nhưng lại có nhiều lo lắng mới nảy sinh. Tôi đã nghĩ rằng tôi không hạnh phúc vì chưa lập gia đình, nhưng sau khi kết hôn và sinh con, tôi lại có nhiều lo lắng và áp lực hơn. Vậy, tôi có thể làm gì để giảm bớt lo lắng và đạt được hạnh phúc thực sự trên cuộc đời này? Vị cao tăng đáp rằng, căn nguyên của phiền não là chấp trước. Muốn được cái gì thì sợ mất cái đó. Muốn trời nắng thì sợ mây đen rắc rối. Muốn có xe xịn nhà đẹp thì trăn trở gì mãi không có. Suốt ngày đầu óc chỉ lo được và mất. Đời người còn có lúc nào được hưởng hạnh phúc? Theo Phật giáo, con người ta thông thường truy cầu mọi thứ thì vẫn luôn tưởng rằng bản thân đang sở hữu thật nhiều thì hạnh phúc cũng sẽ thật nhiều. Chính vì thế mà chúng ta cứ mơ màng bước lên con đường dẫn vào ngõ cụt mà chẳng thể nhận ra. Rồi có một ngày chúng ta nhận ra mọi u buồn và sầu muộn hay mọi đau khổ phiền não cũng với những thứ mà chúng ta truy cầu đều có mối quan hệ với nhau. Chúng ta chợt hiểu ra rằng vì sao chúng ta sống mà chẳng bao giờ thấy thoải mái. Có phải là bởi vì chúng ta đã khát vọng quá nhiều thứ hay bởi luôn cố chấp vào một chuyện gì đó? Bất tri bất giác đẩy cuộc sống của mình ra khỏi quỹ đạo thông thường. Có thể thấy rằng, gốc rễ của hạnh phúc không phải là những gì bạn nhận được, mà là những gì bạn buông bỏ đi. Trên đời có bốn điều càng quan tâm đến chúng thì càng khó có được hạnh phúc. Điều thứ nhất đó là sự tôn trọng. Ở đời ai cũng muốn được người khác tôn trọng. Nếu bị người khác coi thường hay là khinh rẻ thì trong lòng sẽ cảm thấy không thể chịu nổi. Một số người bị ám ảnh bởi điều này, luôn yêu cầu người khác phải tôn trọng họ. Nếu không, họ sẽ cảm thấy bị coi thường, như thể người khác đang cố tình gây gổ với mình vậy. Thậm chí còn nảy sinh mâu thuẫn thù hận. Nhưng chính những điều này sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho cuộc sống của họ. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, chẳng phải bản tính của con người là muốn được người khác tôn trọng hay sao? Có ai lại muốn người khác coi thường mình đâu? Về vấn đề này, vị cao tăng giải thích rằng, đúng là chúng ta không ai muốn người khác không tôn trọng mình. Nhưng chúng ta không nên bị chấp trước vào những gì người khác nghĩ về bản thân. Một người trước tiên phải tôn trọng chính mình để trở nên tuyệt vời. Nếu bạn không tôn trọng chính mình và suốt ngày làm những việc lén lút thì làm sao người khác tôn trọng bạn cho được? Vì vậy, trong cuộc sống, đừng quá vướng mắc vào việc người khác có tôn trọng mình hay không. Hoặc người ta có coi thường mình không quan trọng. Quan trọng là bản thân mình biết quý trọng bản thân. Bạn đánh giá bản thân như thế nào? Vị cao tăng nói, muốn được người khác tôn trọng thì phải có đạo đức. Thay vì nghĩ đến việc phải thay đổi người khác, thì hãy nghĩ đến chuyện làm thế nào để thay đổi chính mình. Nếu trong cuộc sống, bạn có thể chú ý tu dưỡng đạo đức, đức hạnh của bản thân, bên vực lẽ thật, thật lòng với bạn bè, coi trọng đạo đức thì việc gì phải lo người khác không tôn trọng mình. Cổ nhân thường nói, sống có đức thì ở đâu thần Phật cũng biết. Khi lòng không yên thì sống giữa đền giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân thần Phật
trong tiếng mõ, tiếng chuông, lòng vẫn bất an. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng châu báu cũng vẫn thấy bất hạnh. Thứ hai đó là sự thấu hiểu. Ai cũng mong trong đời mình có được một người tri kỷ, có thể chia sẻ mọi nỗi vui buồn, người mà luôn có thể nhìn ra những cảm xúc thầm kín nhất của chúng ta, cho dù ta không nói ra bằng lời. Nhưng cũng có câu, lòng người cách nhau một gang tay. Xã hội phức tạp, lòng người khó lường. Người người đề phòng lẫn nhau, nên để hiểu nhau thì không dễ. Thực tế, hiểu người khác là niềm vui, được người khác hiểu cũng là niềm hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta mong muốn được người khác hiểu, nhưng lại không bao giờ muốn hiểu người khác. Tuy nhiên, hiểu người khác cũng quan trọng như hiểu mình vậy. Được bạn thấu hiểu, đối phương cũng sẽ thấy mạnh mẽ hơn, không lùi bước, không đau khổ, tủi thân. Có một câu nói rằng, trong quá trình giao tiếp, việc thấu hiểu, trân trọng lẫn nhau sẽ mang đến niềm vui cho người kia và cho chính mình nữa. Hãy luôn cố gắng để trở thành người thấu hiểu người khác. Đứng trước những người hiểu mình, ta không cần che giấu. Ta có thể là chính mình. Bất kể bạn là ai, đối phương cũng sẽ bao dung ủng hộ bạn. Một số người nói rằng quan hệ tốt nhất trên thế giới là khi hai người hiểu nhau. Trong cuộc sống này, nếu có người ta có thể hiểu nhau thì thật là hạnh phúc biết dường nào. Biết bao người đến rồi đi. Chỉ người hiểu ta mới có thể ở lại bên ta. Và khi bạn hiểu ai đó thì người đó mới có động lực, lý do để ở lại bên bạn. Phật giáo nói rằng chúng ta đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng sự thật là hầu hết mọi người đều đi sai hướng. Vậy, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Khi bạn xây dựng nó từ việc kỳ vọng vào người khác, vào những điều sẽ phải xảy đến theo ý muốn của bạn. Việc dựa dẫm vào một ai khác hay một điều gì khác sẽ không mang lại hạnh phúc vĩnh hằng. Cái họ nhận thấy chỉ là tuyệt vọng, trầm cảm và lo âu. Vậy phải làm gì để ngăn chặn những tổn thương do kỳ vọng tạo ra? Câu trả lời tốt nhất là không kỳ vọng. Nhiều người dễ dàng mắc phải cái bẫy rằng không kỳ vọng tức là chẳng suy nghĩ gì, lúc nào cũng nằm dài ra đấy. Và cứ như thế, để từng phút trôi qua một cách lãng xẹt. Đó không phải là không kỳ vọng một cách tích cực, mà đó là sự hưởng thụ, là lãng phí thì giờ. Bạn có thể tạo ra một hy vọng, nhưng hãy chuẩn bị tốt hy vọng đó có thể không xảy ra theo cách mà bạn muốn. Hãy tìm kiếm hạnh phúc từ trong chính tâm hồn của mình và cả sự bình yên. Nếu bạn không kỳ vọng quá cao vào một tình huống, một câu chuyện nào đó hay một người bạn, thì bạn sẽ có mọi thứ. Và trên hết là hạnh phúc. Nói cách khác là bạn hãy mở lòng với mọi kết quả, bạn mỉm cười với mọi điều xảy ra trong cuộc sống này. Trong cuộc sống, quá nhiều người phàn nàn rằng người khác không hiểu mình, bạn bè không hiểu khó khăn của mình, bạn đời không hiểu sự vất vả của mình, sếp thì không hiểu sự nỗ lực của mình, vân vân. Nếu nghĩ khác đi, bạn đã thực sự cố gắng hiểu họ bằng trái tim chưa? Bạn có biết những khó khăn của bạn bè, những nỗi vất vả của bạn đời và những khó khăn của các ông chủ hay chưa? Vị cao tăng tin rằng, dù cuộc đời có thể không nhất thiết phải hoàn toàn trung thực, nhưng đừng hiểu lầm nhau. Nếu bạn cảm thấy bạn bè, bạn đời và sếp không hiểu mình, thì hãy cứ làm đúng việc, đúng vị trí của mình. Đừng có dò đoán rồi để trí tưởng tượng của bạn bay xa. Điều đó sẽ chỉ phá hỏng các mối quan hệ của bạn bà thôi. Thứ ba là sự kỳ vọng. Việc chúng ta hy sinh dành sự quan tâm cho ai đó và mong muốn được đền đáp hay nhận lại điều tương tự không phải là chuyện xấu. Nhưng chính sự mong cầu thường trực mà khi chúng ta cho đi mà không thể nhận lại hoặc bị phản bội, sự oán trách, hoài nghi, trách móc sẽ xuất hiện, khiến cho chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc và dẫn tới những hành động bất thường. Đôi khi những người xung quanh không thể hiện các phẩm chất hay hành động mà chúng ta trông đợi.
Do đó, chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội, thậm chí là bị xúc phạm. Và điều này sẽ gây ra nhiều căng thẳng đáng sợ cho mối quan hệ của bạn. Thực tế, những thất vọng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta thường là kết quả của những kỳ vọng đặt sai chỗ. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến các mối quan hệ và tương tác của bản thân với những người xung quanh. Giảm bớt kỳ vọng của bạn về người khác sẽ giúp hạn chế đáng kể sự thất vọng và đau khổ không cần thiết trong cuộc sống của bạn và của họ, đồng thời giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Vậy, việc gì bạn phải góp phần đè nén hạnh phúc của mình bằng cách chồng chất thêm kỳ vọng nặng nề như vậy? Bạn cần hiểu rằng, bạn không thể kiểm soát những gì người khác nghĩ về bạn. Tuy nhiên, những gì bạn có thể làm là chấp nhận rằng mỗi người đều có ý kiến riêng của họ và bạn không thể thay đổi nó được. Tất cả chúng ta đều muốn nhận được những bình luận tốt về bản thân mình. Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra thường xuyên. Do đó đừng mong cầu, kỳ vọng người khác đối xử với bạn như bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, mỗi người có một cách nhìn, một quan điểm sống khác nhau và chúng ta cũng cần phải tôn trọng điều đó. Vậy nên khi chúng ta còn đủ yêu thương thì hãy cứ yêu thương, cứ trân trọng từng phút từng giây và đừng quá mong cầu. Người đến, người đi, người nào trân trọng được thì cứ trân trọng. Người nào cảm ơn được thì hãy cảm ơn. Người nào tha thứ được thì hãy tha thứ. Bởi có thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn gặp được người đó. Thứ tư là lời phàn nàn. Phật dạy, cuộc sống này vốn dĩ không dài. Dù cho có gặp chuyện phiền não đến đâu, khó khăn đến mức nào, thì cũng đừng phàn nàn. Chẳng thể nào khiến cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn được. Phàn nàn đâu có thể giải quyết được gì. Phàn nàn nhiều thì càng khiến tinh thần tiêu cực, mọi người xung quanh cũng chán nản và không muốn kết giao. Nhiều khi chúng ta dễ dàng buông lời phàn nàn về công việc không được suôn sẻ, phàn nàn rằng bạn đời không đủ tốt, phàn nàn xã hội quá khắc nghiệt. Song thực tế chúng ta chỉ biết kêu ca, chứ không đi tìm lý do của vấn đề. Thế giới này luôn khách quan và công bằng với tất cả mọi người. Phàn nàn quán trách không phải là cách bạn giải quyết mọi chuyện. Trái lại, chỉ cho thấy bạn đang tràn đầy sự thất vọng về cuộc sống và cả chính bản thân mình. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ, cũng là lúc bạn chống lại cả thế giới. Không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho bản thân chịu thêm sự dày dò và mệt mỏi hơn mà thôi. Còn đối với những lời phàn nàn từ người khác, bạn nên học cách bỏ ngoài tai, bởi đó cũng là một trong bốn điều nên bớt quan tâm để sống hạnh phúc. Cuộc sống này nếu mỗi người lúc nào sống chỉ để làm hài lòng người khác thì vĩnh viễn không thể nào tìm thấy hạnh phúc được. Thay vì cứ quan tâm đến cảm nghĩ của người khác để khiến cho bản thân mình khó chịu, thì việc của bạn là sống vì chính mình. Khi bạn bị ai đó chê cười, vì họ cho rằng bạn thấp kém, bạn không cùng đẳng cấp với họ, thì cũng đừng có buồn. Lý do là mỗi người sinh ra đều có cá tính riêng, chẳng ai giống ai cả. Bạn là bạn, chứ chẳng cần sống vì ai. Mỗi người khi sống chắc chắn đều có những sai lầm. Sai lầm đó chính là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Sống quá bản năng nên đôi lúc làm hỏng hết mọi chuyện. Phật dạy, đừng để bản thân sống vì miệng đời. Bởi chẳng có ai thật lòng với bạn cả đâu. Miệng của người ta thì người ta nói, nhưng tai là của mình. Nghe hay không là do chính mình. Nhà thơ Tagore từng nói, nếu như bạn khóc vì đã bỏ lỡ ánh mặt trời, vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ cả những gì sao? Đôi khi nếu chúng ta vì một chút phiền muộn mà sinh lòng quán trách, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục nhận được những phiền muộn mà thôi. Bởi vậy, dù ở độ tuổi nào, hãy buông xuống sự phàn nàn, quán trách, vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não.
khi nỗ lực thoát ly cảm xúc oán giận, bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng có gập ghềnh nào mà không thể vượt qua. Đừng khiến cho phàn nàn than vãn trở thành thói quen. Nếu bạn thỉnh thoảng phàn nàn hoặc than vãn thì không sao cả. Tuy nhiên nếu nó trở thành thói quen, thì nó sẽ tương tự như bạn sử dụng đồ uống có cồn. Bạn càng uống thì bạn càng khát. Trong cuộc đời này, chẳng có ai thích nghe những lời cay đắng cả. Nhưng hãy nhớ rằng, chẳng ai có thể sống thay bạn được cả. Chỉ có chính bạn thì mới có quyền chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần bạn không đặt mình vào tay người khác là được. Người có trí tuệ, hãy thổi bay đi những cấu quế của bản thân mình. Như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc vậy. Từng tí một, từng cái một và từng lúc một. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm như thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Thay vì cứ nghe những lời châm chọc, chê bai, thì xin hãy bỏ qua hết để mà sống. Bởi vì chúng ta sinh ra là để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua. Cũng đừng gian manh, dối trá, mà hãy sống chân thật với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đẹp. Bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời qua mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng làm vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khẩu nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu
đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất. Không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chì chiết lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phím trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác
đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp, thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng, để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra, còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm, thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ, bỏ qua. Có những con đường không thể không đi, thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời, thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa, thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách. Con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc dậy già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàn Tín cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nhìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Giao diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân quán hết thì đường ai nấy bước.
gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Lời dạy về nhân quả, nghe để giảm nghiệp và hưởng phước báo. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống của chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt. Đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa, thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành, dữ, khổ, vui hoặc vô trí, sang hèn đều có nhân đời trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng nhất. Có những người sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần, cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng sinh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia cũng hồi nghiêng trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy, hàng triệu người không ai giống ai. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Dương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sinh đôi, giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình mà do nghiệp làm chủ chúng ta.
Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh, nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp. Vì Phật dạy, nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra, thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Có người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực, nên than, sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sinh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời sống như chúng ta, không phải trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ là Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất, đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua, rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh. Ngài hỏi Sa Môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được Sa Môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết. Sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả tự nhân mà có. Như các nhà bác học thấy bệnh chó dại, phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại, trừ việc đó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí giữ thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên, đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Bột Kiền Liên, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, việc chuyển được chứ không phải là cố định. Mọi người chúng ta khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sinh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm đó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ. Chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác, sẽ bảo Đức Phật có cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Mai Gia, vợ tên là Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác, vì Phật làm gì có vợ có con. Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung rồi dược thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy thật là một bậc toàn giác, từ một con người thường sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm cho rằng tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy, Phật ra đời làm gì? Phật ra đời chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân.
Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 nắm tay của người sâu thành chuỗi đeo, sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 ngón tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên quá độ và không muốn ông mang tội đại ngỗ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông được theo Phật. Nhưng sao thấy Phật dần cách xa nên mới la lên: "Cô Đàm, ông hãy dừng lại." Đức Phật bảo: "Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi." Ông ngạc nhiên hỏi: "Ngài đang đi, tôi chạy không kịp, mà nói dừng khi nào?" Phật bảo: "Ta dừng đây là dừng những tâm tham sân sát nghiệp, những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng." Ngày đó Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ, sau đó Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông và ông chứng A-la-hán, giải thoát nghiệp sanh tử. Như vậy một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo Ni Liên Qua Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được ngày một kiền liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm tôn giả một kiền liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc gợi chuyện muốn chọc phá ngài. Tôn giả một kiền liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên ngài nói: "Thật đáng thương cho cô, tuy hình dáng bên ngoài đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không chừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế, dùng dãy trong bùn nhơ như con voi già đang sa lầy, dùng dãy chừng nào nó càng lún sâu chừng nấy." Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: "Bạch tôn giả, ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được gì, với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo." Tôn giả Mục Kiền Liên liền an ủi: "Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông." Lời dạy của Đức Thế Tôn cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa rằng tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch hết nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: "Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra tôn giả bỏ chạy." Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: "Cô hãy nói ra đi." Cô nói: "Tôi tên là Liên Hoa, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Satila. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi. Nhưng không lâu, cha tôi qua đời. Bà mẹ kế tư thông với chồng tôi. Biết được việc này, tôi quá đau lòng. Lúc ấy,
tôi sinh một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó tôi tái giá với một người ở tỉnh khác. Anh ta là một thương gia. Một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Sa Chi Lai trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người khác cho biết và nổi máu ghen. Tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận, gieo đau khổ cho người. Bây giờ tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân quả, do nhân đời trước đã tạo nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa tỉnh ngộ, mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ tu hành, chứng thánh vị A-la-hán. Đây là bài học đánh thức cho mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Như nhà Phật có câu: giết chúng sinh dai, hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người giết sinh ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bài như nhiều người đã nghĩ. Liên qua tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển quá thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển hơn. Giống như làm ruộng vườn, trồng nhiều hoa quả, cây ăn trái thì bớt cỏ, còn lười trồng hoa quả, rau cải thì cỏ hoang mọc. Chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại, còn điều ác nhiều thì tiềm ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta tu để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. 10 điều tâm niệm của Đức Phật. Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những bất trắc, bất như ý. Con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vả để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, lo âu, sợ hãi khi hướng về tương lai. Không biết rồi đây, ngày mai, mình sẽ ra sao? Cuộc đời mình sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và cho người thân của mình? Cho nên, con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn. Chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện giáng sinh trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người. Chúng ta cần nên biết rằng Đức Phật không phải là thần linh chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Đức Phật ban phước lành riêng cho mình mà không ban cho người khác. Thực ra đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì gọi là vô lượng pháp môn, để giúp con người tự lực, mạnh mẽ, vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi dòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp, nghĩa là chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta bằng cách học, hiểu những lời dạy của Đức Phật và đem áp dụng cho cuộc sống hàng ngày, để thấy được sự mầu nhiệm của chánh pháp để tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Trong kinh sách của Phật giáo,
những lời dạy quý báu có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, được ghi chép khắp nơi. Chẳng hạn như trong Luận Bảo Dương Tam Muội, chúng ta có 10 điều tâm niệm cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng luôn luôn, để mỗi khi bác phong ập đến, nghĩa là sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau. Điều thứ nhất trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: nghĩ đến thân thể thì đừng cầu mong bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Tại sao vậy? Bởi vì khi nào con người còn mang tấm thân tứ đại này thì còn đau khổ vì bệnh tật. Tấm thân tứ đại bao gồm đất, nước, gió, lửa, thường xuyên chống trái nhau, gây đau đớn, khổ sở cho con người. Người nào có phước nhiều thì ít bệnh, người nào ít phước, kém phước, bạc phước thì bệnh tật triền miên. Cho đến khi hết duyên ở đời, con người phải ra đi, nhưng tấm thân tứ đại này thì để lại tan rã và trở về với tứ đại trong trời đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi, thế thôi. Người nào tạo phước nhiều thì ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng, êm thấm. Người nào tạo nghiệp nhiều thì ra đi khó khăn, hành hạ thân xác, khổ lụy người thân. Con người không ai mong cầu bệnh khổ. Cho dù cầu mong không bệnh khổ, nhưng bệnh khổ vẫn cứ đến. Nếu không có bệnh khổ, con người khỏe mạnh thường sinh dục vọng khó kiềm chế. Thỏa mãn những dục vọng này, con người gây thêm biết bao nhiêu là nghiệp báo, để rồi phải đền trả. Cho nên phải lăn lộn trong biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, bao giờ mới có thể dứt, có thể thoát ra được. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, nên coi bệnh khổ như là món thuốc thần và tiên dược để điều trị những dục vọng trong tâm thức của chúng ta. Dục vọng càng nhiều chừng nào, con người càng phiền não và khổ đau chừng ấy. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại. Phật Pháp có công năng điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có muôn ngàn tâm bệnh, thì Phật Pháp có 84.000 pháp môn đối trị. Chẳng hạn như người hay tham lam, bỏng sẻn, thì pháp đối trị là hành bố thí. Người nào hiểu được hành bố thí đem lại vô lượng vô biên phước báu, và thực hành được hành bố thí hàng ngày, thì tâm tham lam, bỏng sẻn sẽ giảm đi nhiều. Chẳng hạn như người hay nóng giận, thì pháp đối trị là quán từ bi. Con người tăng trưởng tâm từ bi được, thì những cơn nóng giận sẽ giảm đi rất nhiều. Cặp mắt con người có tâm từ bi luôn luôn thương nhìn cuộc đời, cư xử nhẹ nhàng, dễ dãi với mọi người chung quanh, khó nổi cơn sân với những lỗi lầm sai trái của người khác, không lợi dụng lòng từ bi của mọi người. Các bậc phụ huynh cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể giữ gìn được hạnh phúc trong gia đình. Các nhà giáo cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương yêu, dạy dỗ học sinh như con ruột của chính mình. Các nhà tu hành có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương xót chúng sanh đang trầm luân đau khổ, phát nguyện tu hành tinh tấn để tự độ và độ tha, sẵn sàng hy sinh phục vụ nhân loại. Chẳng hạn như người hay cố chấp, sống để dạ chết mang theo. Những lời người khác nói mít lòng thì pháp đối trị là tâm hỷ xả. Người nào hiểu được rằng chứa chấp càng nhiều trong tâm thức của mình thì càng bị trầm luân trong sanh tử luân hồi, trong phiền não và khổ đau, chẳng ích lợi gì. Bèn cố gắng phát triển tâm hỷ xả, tự khắc sẽ cảm thấy khinh an nhẹ nhàng, mắt sẽ nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, cuộc sống sẽ an lạc hơn. Điều thứ hai trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì giáng sinh cầu khẩn
thực sự có được gì đâu. Con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên cuộc sống kiếp này mới gặp nhiều hoạn nạn, bất trắc, bất như ý. Muốn cuộc sống bớt hoạn nạn, vui nhiều hơn khổ, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước tạo phước, kiếm phước nhiều hơn. Đừng làm người khác đau khổ, dù bằng hành động, lời nói hay ngay cả trong ý nghĩ cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng chỉ có phước báo mới có thể che chở chúng ta qua những cơn hoạn nạn mà thôi. Không có trời Phật nào cứu chúng ta khi gặp hoạn nạn được đâu. Cũng như chỉ có chiếc ghe mới có thể chở chúng ta qua sông mà không bị thấm nước vậy. Con người không ai cầu mong hoạn nạn. Cho dù mong cầu không hoạn nạn, nhưng hoạn nạn vẫn cứ tới. Nguyên do là chúng ta phải đền trả những nghiệp báo đã tạo từ trước, không ai có thể tránh khỏi. Những người nào sống ở trên đời không gặp hoạn nạn, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, người đó thường sanh tâm kiêu căng ngạo mạn, phách lối, tiêu xài xa xỉ, khinh thường thế nhân, nghi kỵ mọi người, khiến mọi người xa lánh, không ai muốn gần gũi thân cận, thì chẳng lợi ích gì. Khi gặp hoạn nạn, con người thường không còn tâm kiêu căng. Vì kiêu căng thì gặp hoạn nạn, không còn xa qua, phung phí, tâm không còn duyên theo cảnh trần, không còn dễ nổi lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê, lầm lẫn. Bởi vì tham thì gặp nạn, sân thì gặp nạn, ngu thì gặp nạn. Nghĩa là hoạn nạn giúp cho con người sớm giải thoát khỏi những trói buộc của tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi kỵ, chính là ý nghĩa đó vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống phức tạp, nhiều khi gặp hoạn nạn này, có thể chúng ta tránh được hoạn nạn khác lớn hơn. Thí dụ như có người vì thua bạc nên mất vé tàu đi du lịch, cho nên thoát chết. Vì chuyến tàu đó bị chìm đắm ngoài biển khơi. Nghĩa là có khi trong hoạn nạn, chúng ta có thể tìm được sự may mắn hay bài học hoặc kinh nghiệm nào đó vậy. Không có chuyện gì hoàn toàn xui xẻo, không có chuyện gì hoàn toàn may mắn cả. Chẳng hạn như trúng số độc nắc có thể giúp chúng ta mua nhà tậu xe, làm ăn buôn bán, cũng có thể gây bất hòa trong gia đạo, làm cho gia đình tan nát, hay trộm cướp viếng thăm, hoặc mừng quá nghỉ thở luôn. Chẳng hạn như tu tội gian khổ đối với bậc thánh nhân phi phàm là cơ hội tốt nhất để rèn luyện tâm tánh, để suy tư sáng tác những tác phẩm để đời. Biết bao nhiêu bậc vĩ nhân hiền triết trên thế giới xuất thân từ ngục tù. Còn đối với kẻ hèn yếu, hoạn nạn chính là địa ngục trần gian, nhận chìm họ trong biển khổ đau phiền não. Điều thứ ba trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tánh của chúng ta vì duyên theo cảnh trần, cho nên không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi hớn hở, hỷ hạ, hân hoan hài lòng. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta nổi sóng gió ngay. Nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng những cơn bực dọc, tức tối. Gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc còn có thể êm xuôi, qua chuyện. Gặp phải người cứng cổ, can trường, ngoan cố thì câu chuyện không biết sẽ kết thúc như thế nào. Có thể người đi nhà thương hay vào nhà xác, còn người khác thì đi nhà tù. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: căn bản của sanh tử luân hồi là dòng tâm. Căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chơn tâm. Nghĩa là tâm tánh của chúng ta luôn luôn xao xuyến, loạn động, bất an, được gọi là vọng tâm. Tức là tâm vọng động vì duyên theo cảnh trần. Lúc tâm trạng buồn thảm thê lương thì chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Trái lại, khi trong lòng thấy vui, có niềm hoan hỷ, chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh
dường như đang chia sẻ niềm vui hân hoan đó với chúng ta. Chính vọng tâm là căn bản của sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì vọng tâm lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc tốt, lúc xấu, lúc nghĩ chuyện đông, lúc nghĩ chuyện tây, lúc nghĩ chuyện hiện tại, lúc nghĩ chuyện quá khứ, vị lai, lúc dậy, lúc khác, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất, sanh diệt liên miên trong từng sát na, trong từng giây phút, dĩ như con ngựa chạy lung tung, linh tinh lang tang khắp chốn, ví như con dượng chuyển từ cành cây này sang cành cây khác khắp nơi vậy. Vọng tâm là động lực chính dẫn dắt chúng ta sanh tạo nghiệp trong dòng sanh tử luân hồi. Muốn tâm được an, mỗi khi vọng tâm khởi lên, chúng ta nhận biết ngay, dừng lại ngay lập tức, đừng theo đuổi nó, thì được giải thoát khỏi những hệ lụy ưu phiền sau đó. Phiền não và khổ đau sẽ không đến. Khi sống ở đời, tiếp xúc với mọi cảnh, mọi sự, mọi việc, vẫn sinh hoạt như bao nhiêu người khác, nhưng tâm vẫn như an định, không xao xuyến, không loạn động, tức là chúng ta đang sống trong cảnh giới niết bàn an lạc, tịch diệt. Nói cách khác, lúc đó chúng ta sống với chân tâm đó vậy. Chân tâm ví như mặt biển yên lặng, phẳng lờ, rộng rãi, bao la bát ngát. Vọng tâm ví như những ngọn sóng do gió thổi gây nên. Gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió mạnh sóng to. Sách có câu: tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an. Tục ngữ có câu: dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Nghĩa là tâm tánh của con người biến thiên không cùng, lòng dạ con người còn khó dò hơn sông hơn biển. Cho nên khi cứu xét tâm tánh, chúng ta không thể nào tránh được những khúc mắc. Chúng ta đừng nản lòng vì những khúc mắc đó, bởi vì những khúc mắc đó giúp chúng ta thêm nhiều thú vị, hăng hái hơn trên bước đường tu tâm dưỡng tánh, xả bỏ những tạp niệm, vọng tâm, loạn tưởng. Chúng ta luôn luôn thúc liễm thân tâm trong từng giây phút. Đừng để vọng tâm dối gạt, nghĩ rằng mình tu đã khá lắm rồi, đã hiền thiện lắm rồi, đã đạt được điều này, điều nọ. Có những lúc chúng ta làm những điều bất thiện, lợi mình hại người, kiện thưa người khác, đòi bồi thường bạc triệu, đó là lòng tham lam. Chúng ta đem bố thí hay cúng chùa vài chục bạc, vọng tâm dối gạt mình, thế là xong, hết tội rồi. Trong thiền tông, chư tổ dạy chúng ta phải sống trong tỉnh thức hay sống trong chánh niệm, chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ tư trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu mong ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Tại sao vậy? Bởi vì ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen tiếng chê, là danh thơm hay là tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể coi những người khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập, rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là Bồ Tát nghịch hạnh, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Bởi vì ma chướng ở đây cũng có nghĩa là những sóng gió của cuộc đời, những chuyện phiền não, khổ đau, những chuyện thị phi phải quấy, những chuyện bất trắc, bất như ý, những chuyện lăng xăng lộn xộn hàng ngày. Thông suốt được như vậy, chí nguyện của chúng ta mới kiên cường, không thoái chuyển. Khi gặp lời khen tiếng chê, danh thơm hay là tiếng xấu, khi gặp bát phong của cuộc đời và tâm trí của chúng ta mới không bị dao động. Chúng ta không ai mong cầu ma chướng, cho dù cầu mong không ma chướng, nhưng ma chướng vẫn cứ tới đều đều. Trên đời này có thiếu gì những kẻ luôn luôn dòm ngó người khác để vạch lá tìm sâu, để bới lông tìm vết, trong khi bản thân họ thì đủ thứ thói hư tật xấu. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: khi lên tiếng phê bình lỗi của người khác thì lỗi của mình ở ngay bên chân rồi đó vậy. Tuy nhiên, dù ma chướng có tới thường xuyên cỡ nào, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chịu đựng được,
coi đó như là những thử thách cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện tâm tánh, chuyển hóa cuộc sống từ phiền não, khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Sách có câu: ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ 5 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú. Tại sao vậy? Bởi vì việc làm nào càng khó khăn, càng gian khổ bao nhiêu mà chúng ta có thể vượt qua, đạt được thành công thắng lợi, thì việc làm đó càng vinh quang, hiển hách bấy nhiêu. Chẳng hạn như bài toán càng khó khăn bao nhiêu, khi giải được, tìm được kết quả, càng thích thú bấy nhiêu. Việc làm nào dễ thành chỉ là những việc làm tầm thường, không có giá trị cao, hoặc người thực hiện có thừa khả năng, cho nên dễ sanh ra khinh thường mọi việc, kiêu ngạo coi trời bằng nắp dung. Ở trên thế gian có nhiều việc rất khó khăn, ít người thành đạt. Chẳng hạn như thi đậu bằng cấp này, bằng cấp kia, tìm ra món thuốc điều trị mới, phát minh ra máy móc hiện đại, tối tân, sáng chế ra cách thức làm việc khoa học hơn, đem lại năng suất cao hơn. Các bậc anh hùng cứu quốc có thể đem lại độc lập, tự do, no ấm cho một dân tộc. Không phải ai ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Trên phương diện xuất thế gian, việc tu tâm dưỡng tánh cũng vậy. Nếu ai ai tu tập sơ sài cũng có thể thành Phật được, thì quả vị Phật đâu còn giá trị bao nhiêu. Một vị Phật ra đời đem lại phước báo ích lợi cho biết bao nhiêu chúng sanh trong biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, không thể nghĩ bàn. Có những người tu hành đạt được vài thành quả nhỏ nhoi cũng tưởng đâu đã thành Phật, thành thánh nhân, không ai bằng. Điều thứ 6 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Tại sao vậy? Bởi vì những mối lợi dù nhỏ dù lớn trên thế gian cũng đều là những mục tiêu tranh giành chiếm đoạt của bao nhiêu người. Người đời thường không ngại ngùng dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi, cho nên bất chấp đạo nghĩa luân lý, tình thương quan hệ. Có người sẵn sàng thượng đội hạ đạp, chà đạp mọi người chung quanh chỉ vì chút danh lợi nhỏ nhoi. Danh lợi ở đời ví như những miếng mồi câu cá. Cá nhỏ tới ăn miếng mồi liền bị cá lớn đớp gọn. Cá lớn đớp cá nhỏ xong thì bị lưới lên ghe ngay tức thì. Có người chán danh lợi thế gian hoặc không đủ khả năng tranh đua kiếm sống ngoài đời, bèn đi tìm danh lợi trong chốn thiền môn, thiệt là tội nghiệp. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: khi tới ngã ba đường, nếu thấy cái cây đầy trái chín mọng không ai hái ăn thì nên hiểu rằng đó là trái độc. Nghĩa là ở đời không có mối lợi lớn nhỏ nào dành sẵn cho mình hưởng hay người khác đem dâng tặng mình mà không có cái bẫy rập độc hại bên trong, bên dưới hay phía sau chờ đợi người tham lam, mê muội, thiếu suy nghĩ. Người đời thường thả con thép để bắt con tôm. Người nào tham lợi lớn, ham lợi nhiều thường hay bị lợi dụng, bị sập bẫy một cách dễ dàng. Ví như cá thường hay cắn câu vậy. Cũng như những người không cố gắng tu tâm dưỡng tánh, không chịu học hiểu chánh pháp, không làm lợi ích gì cho chúng sanh, cho đạo pháp, chỉ tham danh lợi, thích sung sướng, thì quả báo, nghiệp báo tới liền sau đó. Trong phạm vi gia đình, nếu vợ chồng con cái giao tiếp với nhau hàng ngày mà không biết thương yêu nhau, không biết nghĩ đến nhau, không biết hy sinh cho nhau, người nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, chỉ nghĩ đến sự sung sướng bản thân, thì còn gì là đạo nghĩa vợ chồng? Còn gì là tình cha con? Còn gì là mẫu tử tình thâm? Còn gì gọi là hạnh phúc gia đình? Trong phạm vi xã hội, trong lúc giao thiệp tiếp xúc hàng ngày, người nào chỉ nghĩ đến, chỉ mong cầu lợi cho mình, bất chấp hại người, người đó làm sao sống hòa thuận, yên ổn, vui vẻ với những người chung quanh? Người quá ích kỷ như vậy
làm sao kết bạn được với ai, làm sao sống cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự chỉ có với những người biết hai chữ hy sinh mà thôi. Trong cuộc đời, những kẻ ích kỷ tệ bạc, chỉ biết lợi mình, bất chấp hại người, chẳng kể nhân tình, chẳng màng đạo nghĩa, nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Nhưng chính những người như vậy lại là kẻ giúp đỡ người biết tu tâm dưỡng tính để rèn luyện tâm tánh của mình. Có gặp những kẻ tệ bạc như vậy mà tâm trí của chúng ta vẫn như bất động, bình tĩnh, thản nhiên mới biết được công phu tu tập của mình đến đâu. Nếu tất cả mọi người đều tốt, đều hiền thiện, đều biết đạo nghĩa thì chúng ta đâu biết tâm mình ra sao. Bởi vậy cho nên, người nào thực sự muốn phát tâm tu học thì ngay cuộc đời này, ngay cõi ta bà ngũ trược ác thế này chính là trường tu tốt nhất vậy. Không cần phải đợi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới chịu bắt đầu tu. Tại sao vậy? Bởi vì cõi Tây Phương Cực Lạc, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong Kinh A Di Đà, là nơi chỉ toàn bậc thánh nhân, chư thượng thiện nhân câu hội, đâu cần phải tu làm gì nữa, đâu có chỗ chứa hạng phàm phu không chịu tu. Điều thứ bảy trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du. Tại sao vậy? Bởi vì sách có câu 5 người 10 ý, đâu ai có ý kiến giống ai. Mỗi người thường có ít nhất 2 ý kiến trong cùng một vấn đề, nay vậy mai khác, thì làm sao bắt buộc người khác phải thuận theo ý mình? Tại sao mình lại không thuận theo ý người khác? Con người vì sự cố chấp, chấp chặt như vậy, cho nên phiền não và khổ đau dài dài. Trong gia đình, nếu người chồng hay người vợ cố chấp bảo thủ ý kiến riêng của mình, thì làm sao gia đình đó có được hạnh phúc? Cái gì của mình cũng đúng, cũng hay, cũng nhất cả, thì làm sao chịu nghe ý kiến của người khác? Cha mẹ và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau, thì tất nhiên ý kiến, suy nghĩ, hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt, tất cả đều khác nhau, không thể khai trừ nhau, cho nên phải tùy thuận nhau mà sống mới có được hạnh phúc trong gia đình. Trong thập đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, điều thứ 9 dạy rằng hằng thuận chúng sanh chính là nghĩa đó vậy. Tuy nhiên, tùy thuận chúng sanh không có nghĩa là một người trong gia đình có lòng tham lam, xúi dục cả gia đình tham lam theo, bất chấp thủ đoạn lợi mình hại người. Trong phạm chi suốt thế gian, người tu theo pháp môn này chê bai pháp môn khác cũng đều không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật có nhiều pháp môn tương ứng, thích hợp tùy theo căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, sở thích của mỗi người, để mọi người đều có thể tu tập được. Chúng ta không nên nghĩ mọi người phải tu như mình, hành như mình mới là đúng. Ý nghĩ như vậy, tư tưởng như vậy chỉ làm cho chúng ta càng ngày trở nên kiêu căng, phách lối, ngạo mạn, chê người khinh đời. Trái lại, chúng ta nên giao du với những người chống đối, trái ý, để luôn luôn suy xét, hoàn chỉnh ý kiến của mình, chuyển hóa tâm tánh của mình, để học hỏi thêm cái hay, cái tốt của họ. Nhờ có những người nghịch ý, chống đối như vậy, chúng ta bớt lòng kiêu căng. Ví như chiếc xe có máy móc để chạy, cũng cần có cái thắng mới hữu dụng vậy. Nếu không có cái thắng, chắc chắn có ngày cũng lọt xuống hố mà thôi. Điều thứ 8 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Hãy coi thi ân như đôi dép bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thi ân làm ơn vì lòng tốt, chứ không phải chỉ muốn được cảm ơn, nhớ ơn hay đền ơn. Làm ơn mà muốn được cảm ơn, muốn được nhớ ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì danh tiếng mới chịu làm. Làm ơn mà muốn được đền ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì lợi lộc mới chịu làm. Làm ơn như vậy chẳng có phước báo gì, chẳng được người khác mang ơn, mà còn chuốc lấy oán hờn, thù ghét, chuốc lấy ưu phiền, bực tức khi gặp mặt kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Làm ơn như vậy rõ ràng là có mưu đồ. Làm ơn thì ít, mà muốn được đền ơn gấp bội phần. Chẳng hạn như khi đến phúng điếu giúp đỡ tăng quyến người khác chẳng bao nhiêu, lại muốn được trả công bội hộ ở nước thiên đàng, thì quả là tham lam quá xá. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy: thi ân bố thí bất trụ tướng, phước đức bất khả tư lượng. Nghĩa là chúng ta làm ơn bố thí nhưng không chấp mình là người ban ơn làm phước, không thấy có người thọ nhận việc phước mình làm, không nhớ mình làm phước giúp đỡ điều gì, không tính mình giúp đỡ bao nhiêu người. Được như vậy, chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, tâm trí không bất an vì những chuyện phước đã làm, vì gặp những người vô ơn, không tiếc nuối những vật đã đem cho, không ân hận đã giúp đỡ lầm người. Làm ơn có nghĩa là làm phước tạo phước, cứu đời giúp người khi cần thiết lúc hoạn nạn, chỉ vì lòng tốt, vì tâm lượng từ bi, vì muốn chuyển hóa tâm tánh của chính mình. Thì như vậy mới có thể làm ơn được lâu dài, giúp được nhiều người nhiều lần, và phước báo vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Sách có câu: thi ân bất cầu báo đáp, chính là nghĩa đó vậy. Hàng phục được tâm ý, chuyển hóa được tánh tình như vậy, chúng ta mới có thể phát nguyện độ tất cả chúng sanh, mà không thấy có chúng sanh nào được độ. Cho nên Đức Phật dạy hãy coi thi ân như đôi dép bỏ. Làm ơn làm phước xong rồi thì quên ngay đi, bỏ qua liền, đừng ghi nhớ trong tâm thức cho thêm phần nặng nề. Được như vậy, chúng ta mau tiến đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Điều thứ 9 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Hãy tự lấy sự xả lợi làm vinh qua. Tại sao vậy? Bởi vì lợi lộc trên đời thường do tranh đấu, giành giật, bon chen, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp nhân nghĩa, bất chấp đạo lý mới có được. Lợi lộc không từ trên trời rơi xuống, không ở dưới đất trồi lên. Khi thấy có lợi lộc, cả khối người nhào vô sẵn sàng chà đạp, gặt gẫm, loại trừ, giết hại lẫn nhau để chiếm đoạt cho bằng được. Nhiều khi lợi lộc quá lớn lao có thể khiến cho con người đánh mất lương tri, sẵn sàng thanh toán người thân lẫn kẻ thù để nhằm đoạt được mục tiêu mà thôi. Chẳng hạn như một thái tử âm mưu sát hại phụ hoàng để chiếm ngai vàng, con cái giết hại cha mẹ để đoạt gia tài, bạn bè cáo gian để hại lẫn nhau chiếm đoạt tài sản vợ con người khác. Con người vì ham lợi lộc cho nên chuyện gì cũng dám làm, coi lợi lộc như vinh qua phú quý cần phải có trên thế gian để ngẩng mặt nhìn đời cho có quai phong ngon lành. Chính vì thế tâm si mê phải động sai khiến con người làm tất cả mọi chuyện để thỏa mãn lòng tham lam của mình. Con người khi thấy lợi lộc liền nhúng tay vào mà chẳng cần biết hậu quả ra sao, đó chính là tâm si mê vậy. Các sòng bạc được mở ra khắp nơi chính là những cái bẫy khổng lồ nuốt tiền của những người nhẹ dạ ham vui, ham tiền. Hình như ai ai cũng biết như vậy, nhưng người nào cũng vẫn nuôi hy vọng là mối lợi to lớn ở các sòng bạc đó, biết đâu may mắn đến với mình, cho nên mạnh mẽ nhào vô lãnh đủ. Có nhiều người tán gia bại sản, nợ nần tứ tung, nhưng vẫn không chừa, vẫn không biết sợ. Tục ngữ có câu: cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, nợ nần tứ tung. Có cửa nhà để bán trả nợ là còn có phước đó. Người nào muốn tu tâm dưỡng tánh thì phải xả bỏ tâm tham lợi, tâm si mê, phải biết sống cuộc đời thiểu dục trí túc, ít muốn, và biết thế nào là đủ, tâm mới được khinh an, thơi thới, nhẹ nhàng, cuộc sống mới được an lạc, cuộc đời mới được hạnh phúc. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: tri túc chi nhân tuy ngoạ địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả nhân sử thiên đường diệt bất xứng ý. Nghĩa là người biết thế nào là đủ, không tham lợi lộc, thấy lợi lộc không nhúng tay vào, tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an lạc, hạnh phúc, bình yên, vui vẻ. Chỉ cần biết đủ thì đã quá đủ rồi. Trái lại,
Người nào không biết thì không bao giờ thấy đủ. Tấm thân tuy được ở trên thiên đường, tiền rừng mặt biển giàu sáng sung sướng, nhưng tâm ý vẫn chưa thỏa mãn, cố gắng kiếm cho thiệt là nhiều tiền vẫn chưa chịu thôi, chưa chịu ngưng, chưa chịu ăn hưởng tuổi già gần đất xa trời. Sách cũng có câu: trí túc tiện, túc đại túc, hà thời túc. Trí nhàn tiện, nhàn đãi nhàn, hà thời nhàn. Nghĩa là biết thế nào là đủ, tức thời được đầy đủ ngay lập tức, không cần phải đợi đến lúc có thiệt nhiều tiền mới thấy đủ. Bao nhiêu mới gọi là nhiều đối với người không biết đủ? Biết thế nào là nhàn, tức thời được nhàn nhã ngay lập tức, không cần phải đợi đến già hay lúc hết. Nói tóm gọn là biết đủ thì đủ, biết nhàn thì nhàn, không biết thì cực khổ tấm thân vậy thôi. Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hành. Tại sao vậy? Bởi vì con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên kiếp này mới gặp nhiều điều oan ức. Cho nên khi gặp chuyện oan ức, không cần phải than trời trách đất gì cả. Muốn cuộc sống bớt những điều oan ức trái ngang, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tính, cần cố gắng làm phước nhiều hơn, cố tránh đừng gieo tiếng oán, đừng loan truyền tin đồn, đừng vu oan giá họa, đừng làm đau khổ cho người khác, dù cho đó là kẻ thù của mình, kẻ mình không ưa cũng vậy. Người nào nói xấu mình bèn tìm đủ cách nói xấu lại cho bỏ ghét. Người nào hại mình bèn tìm đủ cách hại lại nặng hơn cho đáng đời. Người nào không chịu giúp mình, không tốt với mình bèn tìm đủ mọi cách trả thù cho hả giận, rỉ tai bêu ríu, vu khống cáo gian, vu oan giá họa, kiện cáo tụng đình, cho biết cho chúng chết luôn, cho chúng mạt luôn, khỏi ngóc lên nổi. Mình cho rằng người ta xấu xa, người ta ác độc, người ta bất chính, người ta bất lương, người ta bất thiện, người ta bất nhân, người ta ác đức, người ta giả mang, mà mình cũng làm y như vậy, chỉ khoác danh nghĩa trả thù, thì mình có khác gì người ta đâu. Phản ứng y chang những điều người đời làm cho mình thật là dễ dàng, còn như nhịn được mới thực sự là khó khăn vô cùng. Nhịn được như vậy chứng tỏ chúng ta không còn chấp mình nhận chịu khổ đau, không còn chấp người tạo đau khổ cho mình, tức là chúng ta đã thấu rõ và hành được giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Trong giáo lý vô ngã của Đạo Phật, không có cái gì là ta, nên không có gì là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu cho thấu đáo, để khi gặp chuyện oan ức trên thế gian này, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh, thản nhiên. Được như vậy, oan ức chính là cửa ngõ tiến vào con đường đạo hạnh. Người nào có nhiều tự ái thường cho rằng ta đây là nhất, cái gì của mình cũng đúng nhất, cái gì liên quan đến mình cũng nhất, chấp nhất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt, chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên, thường thấy lỗi lầm của người khác, không bao giờ cho mình là người có lỗi gì cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tìm đủ mọi cách, diện đủ lý lẽ, đổ lỗi cho người này, đổ thừa cho người kia, tại thế này bị thế khác, chứ không bao giờ tại mình, bởi mình, do mình mà chuyện sai trái xảy ra cả. Người như vậy chính là người có tâm chấp ngã quá cao, cho nên người đó vẫn còn lẩn quẩn trong dòng sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì những người như vậy rất nhạy cảm, phản ứng nhanh lẹ khi tiếp xúc với cảnh trần đời. Một lời nói vô tình, một ý kiến trái nghịch, một việc làm không vừa ý, một cử chỉ vụng về của người khác, tất cả đều có thể khiến cho những người như vậy nổi sân, bực tức, khó chịu, gây gổ, phê phán, bình phẩm, chỉ trích, miệt thị, hơn thua, sống để già, chết mang theo. Nghĩa là dòng tâm của họ khởi lên đều đều mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Những người như vậy thường xuyên sống trong tâm trạng bất an, dòng động, thậm chí đau khổ nhiều thứ, nhiều mặt, bởi vì kho tàng tâm thức chứa nhóm quá nhiều phiền não. Tóm lại, chúng ta nên biết rằng ngoài biển khơi lúc nào cũng có gió thổi. Tùy theo gió nhẹ thì sóng nhỏ,
gió to thì sóng cả. Tâm của ta cũng ví như mặt biển cả, tùy theo bát phong của thế gian thổi đến, chẳng hạn như lúc thịnh lúc suy, lúc khen lúc chê, lúc danh dự, lúc tủi nhục, lúc sung sướng, lúc đau khổ. Đối với người không biết tu tâm dưỡng tánh, thường để cho lòng nổi nóng, chìm đắm trong vui mừng tột độ hay đau khổ triền miên. Còn đối với người quyết tâm tu tập, thì cố gắng giữ gìn tâm lý bất động bất loạn, như như bình tĩnh, thản nhiên trước mọi phong ba của cuộc đời. Được như vậy, chắc chắn đời sống an lạc, hạnh phúc, tâm linh giác ngộ giải thoát. Đó là cảnh giới niết bàn, tịch diệt, chính là mục đích cứu cánh của Đạo Phật. 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 Cái lỗ mọt tình người. Đã vài lần tôi kể với bạn bè bên ly cà phê, và cũng vài lần với các đồng nghiệp trẻ. Tôi kể bởi nó ám ảnh tôi. Đó không phải là chuyện của những gì to tát, mà chỉ là cái lỗ mọt bé xíu của đời thường. Cái lỗ mọt thường nằm đâu đó trên ruột xe, chính là tác nhân dẫn đến tình huống xử sự rất nhức nhối của người này đối với người kia. Cái lỗ chỉ nhỏ như đầu mũi kim, nhưng lại làm cho cái ruột xe không thể kín hơi căng tròn được. Và vì vậy mà đường đời vốn đã gian nan lại càng lắm ê chề. Những năm 80 của thế kỷ trước, lúc đó tôi là công nhân viên nhà nước, làm việc tại một nhà máy ở ngoài thành. Công trình mà chúng tôi từng làm việc đó hiện vẫn cho ra lò những sản phẩm đều đặn hàng ngày. Những máy móc với đường ống khổng lồ ngay mặt tiền nhà máy mà bây giờ mỗi khi đi ngang rất dễ dàng để nhìn thấy, đó là tác phẩm của chúng tôi. Một phần tuổi thanh xuân rất đẹp của tôi và các bạn đồng trang lứa đã gửi lại nơi này. Cơ quan của tôi có xe đưa rước nhân viên hàng ngày, nhưng chỗ mà xe đón gần nhà tôi lại là điểm đầu tiên của hành trình, cho nên muốn đi xe cơ quan phải dậy sớm và ngồi trên xe đi vòng vèo các điểm khắp thành phố để đón những người khác rồi mới đến nơi làm. Nếu đi xe cơ quan, tôi phải mất hơn người khác cả giờ đồng hồ ở lượt đi và lượt về cũng vậy. Điểm xuống xe gần nhất lại cách xa nhà tôi. Đi bộ về nhà hay đi thêm chặng xe buýt thật rất bất tiện. Vì vậy, để chủ động và thoải mái, tôi chọn đi bằng xe đạp. Mà xe đạp lúc đó thì giá trị của nó cũng giống như chiếc xe máy đắt tiền thời bây giờ. Ai mà đi xe đạp vào thời điểm này sẽ nhớ nhất chuyện cái ruột xe. Nếu có tiền mua được cái ruột xe chính phẩm của nhà nước sản xuất thì rất yên tâm. Còn tệ hơn, nếu mua ruột xe của tổ hợp hay các cơ sở sản xuất tư nhân thì chất lượng sẽ không bảo đảm. Và không may mua nhầm cái chất lượng kém thì nó giật mình hoài. Thường thì nó hay hư sú bắp, tức là cái vòi bơm. Thay cái vòi bơm tốt thì đến phiền mấy cái lỗ mọt. Bị xì lỗ mọt đúng là rất bực mình. Bỏ đi thì tiếc, mà xài thì cực kỳ khó chịu. Buổi sáng bơm cứng, chạy một chút thì bắt đầu mềm. Đường xa mà bánh mềm thì chỉ biết đạp xì khói. Hồi đó đâu phải lúc nào cũng sẵn tiền để bơm, vì vậy phải nghĩ ra cách là đến tiệm sửa xe để mượn ống bơm. Gặp nơi dễ thì cho mượn để mình tự bơm, bơm xong rồi cảm ơn. Gặp nơi khó không thông cảm thì dắt xe đi chỗ khác. Buồn cười là việc này cứ lặp đi lặp lại cả tháng liền. Lần đó có hẹn tối đi dự sinh nhật của bạn gái, vì vậy chiều về ra cổng đợi bảo vệ xét người và giỏ xong là tôi phóng lên xe đạp nhanh về. Đạp lên cầu thì tôi mới biết cái bánh sau đang mềm vì lỗ mọt. Tôi tự nhủ, thôi kệ, mềm cũng ráng chạy luôn. Ráng lắm mới về đến cửa ngõ thành phố. Bánh xe tuy mềm nhưng vẫn cố lết được. Vả lại, lúc này dù muốn, trong túi cũng không có đồng nào. Tôi nghĩ chắc phải kiếm chỗ mượn ống bơm. Thả xe chạy tà tà xuống dốc cầu, thấy có vài điểm sửa xe. Nhưng nhìn mặt mấy người ở đó có vẻ khó nên tôi chưa dừng lại để mượn ống bơm. Chạy thêm một đoạn, tôi nhìn thấy tiệm sửa xe có cụ già độ hơn 70 tuổi. Cụ đang ở trần để lộ nước da rám nắng. Dừng lại rồi từ từ tôi dắt xe đi vào. Thấy tôi, ông cụ hỏi,
Bơm hả? Nghe giọng nói, tôi biết ông cụ người gốc miền Trung. Chưa kịp trả lời, ông đã xách cái ống bơm bước đến bánh xe sau để bơm. Vì không có tiền, tôi vịn cái ống bơm lại và nói, để con bơm cho. Ông không chịu, vẫn cúi xuống mở vòi để bơm. Nhìn ông cụ già mà hai tay nắm hai bên cần bơm, chân run run đạp lên thanh sắt để giữ cho ống bơm thăng bằng, thấy thật ái ngại. Tôi lại nói, dạ, ông để con bơm. Ông cụ vẫn không chịu và tiếp tục bơm. Bơm xong, ông đứng chờ tôi trả tiền. Vì không có tiền trong túi, nên tôi mới lí nhí nói là, con làm ở gần đây, đi lỡ đường ngang hết tiền rồi, bác cho con thiếu, ngày mai đi làm con trả. Nghe vậy ông gằn giọng, không được đâu. Thấy ông cứng rắn quá, tôi nói tiếp, con không mang giấy tờ theo để thế lại, trong cái giỏ chỉ có cái cà men đựng cơm à. Nếu để lại thì ngày mai con không có cái đựng cơm mang theo ăn, bác thông cảm cho con thiếu nghe, mai con ghé trả. Năn nỉ thê thảm đến vậy mà ông cụ cũng không chịu, thật chẳng biết làm sao. Còn ông cụ nghe tôi nói vậy thì lại quắt mắt nhìn tôi thật khó chịu. Tự ái nổi lên, tôi nói, không được thì bác xì hơi ra hết đi. Tại không có tiền nên hồi nãy con mới không muốn để bác bơm, mà chỉ muốn mượn để tự bơm thôi. Con nói mà bác cứ bơm, chứ biết bác không cho là con đã đi chỗ khác rồi. Nghe tôi nói vậy, ông cụ dằn mạnh cái ống bơm xuống đất rồi ngồi xuống xì bánh xe. Ông kiên nhẫn xì cho đến khi trong bánh không còn miếng hơi nào. Khi ông xì hết hơi rồi, trong tôi bắt đầu nổi sân si, không kềm được, tôi nói, hồi nãy xe còn chút hơi, còn đạp được đến chỗ này, vậy mà giờ bác cố xì cho hết. Không khí là của trời mà bác tiếc. Bác khó khăn quá, cho nên đến tuổi này mà bác còn phải ở trần ngồi ngoài đường hít bụi đó. Vừa nghe tôi nói vậy, ông cụ chụp cái ống bơm, sấn đến bên tôi. Ông giơ lên trời rồi giáng xuống luôn. Phản xạ tôi đưa tay lên đỡ. Cái ống bơm bằng sắt chạm vào tay tôi đau điếng. Mặt ông giận dữ, vẫn cầm cái ống bơm. Ông nhá nhá rồi nói, Thì sao hả? Lúc đó tôi không hiểu, nói như vậy rồi ông sẽ làm gì tiếp theo? Có định đập mình nữa không? Mà lỡ ông ta mà đập nữa thì có lẽ tôi sẽ không nhịn nổi. Và cũng thật may là ông chỉ quơ quơ trong không khí mà không làm gì thêm. Còn tôi sau phút mất kiểm soát thì cũng kịp trấn tĩnh lại. Tôi đứng đó nhìn ông và cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Rồi tôi ngao ngán dắt chiếc xe đi. Đi được một đoạn tôi nhìn lại, thấy ông đã quay về cái ghế đẩu gỗ cũ kỹ. Ông ngồi lơ mơ nhìn người qua đường. Không biết lúc đó ông cụ đang nghĩ gì, và những gì tôi lỡ nói có làm ông buồn không? Dắt xe đi tuốt một đoạn xa thì gặp một điểm sửa xe khác. Thấy tôi, người sửa xe trẻ tuổi liền hỏi, bể bánh hả? Tôi nói, xì lỗ mọt. Anh ta cười, giá đi. Tôi nói, hết tiền rồi anh. Anh nói, thì cứ giá đi, bữa nào nhớ ghé trả là được rồi. Tôi dắt xe vô, anh ta vui vẻ cậy vỏ xe giá liền. Tối hôm đó, tôi kể cho bạn gái nghe về câu chuyện bị bể bánh xe hồi chiều tối. Bạn gái lấy dầu xoa cánh tay tôi, nói, anh đã sai, rồi còn nói bậy nữa. Ông cụ lớn tuổi, kiếm tiền khó khăn nên mới vậy, chỉ là ông bực mình chút thôi. Nói xong, bạn gái dúi cho tôi tiền và nói, em mới lãnh tiền thưởng, mai anh thay cái ruột khác tốt hơn đi. Rồi những ngày sau đó, tôi vẫn đạp xe ngang qua chỗ ông cụ sửa xe ấy. Tôi vẫn thường để ý nhìn ông. Ông vẫn ngồi thừ bên cái ghế đẩu siêu dẹo với ánh mắt vô cảm, lờ đờ, nhìn ra khoảng trống không trước mặt. Thật khó để đoán được ông vui hay buồn. Những lúc nhìn thấy ông, tôi vẫn thường nhớ và nghĩ lại những gì diễn ra trong cái lần bơm xe ấy. Nhiều lúc bên cánh tay như vẫn còn cảm giác đau. Trong cái cảm giác đau mơ hồ đó đã dạy cho tôi biết, cuộc đời có những chuyện thật oái oăm, có những bộc phát làm cho người ta cư xử rất tệ, dù trước đó họ chẳng hề quen biết nhau. Ở đời đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, người ta có thể buông ra những câu nói làm đau lòng nhau một cách tàn nhẫn. Và cho đến bây giờ,
nghĩa là đã sau vài chục năm, ấn tượng từ tình huống bị xì bánh xe vì không có tiền trả vẫn đeo bám trong tâm trí tôi. Tôi biết đó là một nghiệp xấu mà tôi đã tạo. Tính theo thời gian và tuổi thọ, cho đến bây giờ thì có lẽ ông cụ cũng đã thành người thiên cổ rồi. Từ cái lỗ mọt năm ấy, dần dà giúp tôi ngộ ra được thêm nhiều điều. Một chuyện không vui từ rất lâu mà vẫn cứ đeo bám trong tâm trí ta, nghĩa là ta đã gieo một nhân xấu từ quá khứ, vậy ta phải nên sám hối hay tạo một nhân tốt khác để tiêu trừ. Buổi chiều hôm đó, tôi đã làm ông hụt hẫng, bởi khi tôi đến, ông cứ tưởng là một vận may của mình, vì rất có thể ông đã vắng khách cả ngày rồi. Lẽ ra tôi phải nói trước là tôi không có tiền để ông quyết định là có bơm xe cho tôi hay không. Ông khó chịu vì đã nhiệt tình phục vụ mà không được trả tiền. Lỗi của tôi là không nói trước cho rõ ràng, rồi khi cay cú lại buông ra những lời oan nghiệt. Ông không lỗi gì khi hành xử như vậy, vì khi công sức đã bỏ ra thì đương nhiên phải được bù đắp lại. Ông có quyền xì cái bánh xe vì giữa tôi và ông trong cái hoàn cảnh đó là hai con người xa lạ, nhưng rất tiếc là đã sân si, ngã mạn trong sự tranh chấp bọt bèo. Cuộc đời này rất nhiều khi là như vậy. Có những điều nhỏ nhặt, nếu không thông cảm được với nhau, thì biết bao điều tệ hại có thể xảy ra. Bản chất của con người luôn đầy nhân ái, nhưng chỉ đôi khi vì cáu giận thì tình người sẽ giống như cái ruột xe bị một hay vài cái lỗ mọt, thì bầu hơi ấy sẽ không thể chất chứa căng đầy. Còn với tôi cứ tự trách mình là khi xưa dù đã nhiều lần đi qua đó, nhưng tôi cũng chẳng thử ghé lại để nói với ông lời xin lỗi, hay giả bộ nhờ ông sửa gì đó cho chiếc xe của mình, rồi trân trọng trả thù lao như một khách hàng thân ái. Nếu làm được vậy, thì tâm hồn của cả tôi và ông đã thanh